Khi làm đến phần này anh sẽ xem chúng ta đã có router product hay chưa. Hình như là anh nhớ là có rồi đấy. Chúng ta có chưa nhỉ? User shipping có rồi các bạn nhé. Product này. Chúng ta có router product rồi. Đây, index đây. Thì V1 index anh sẽ đi định nghĩa repository cho thằng product. Repository như thế này. Chấm DP. Đó. Trong đây thì anh sẽ định nghĩa một cái nameplate như thế này. Ta sẽ có class gì? Chúng ta sẽ có class là product repository. Đó, được chưa? Và trong đây chúng ta sẽ có gọi đến một cái module. Chúng ta sẽ gọi module như thế này. Là app. Anh sẽ yêu module vào. App, module và product. Đó, ok chưa? Sau đó thì ở trong này chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái phương thức cho phần create and update nữa. Sao đấy? Image sao ạ? À? À, sorry các bạn, anh còn chưa cả quay. À, bạn nào vừa quay rồi này? Thế này là đã record chưa nhỉ? À đây, Lâm đang record rồi này đúng không? Ok. Tí nữa quên đến cuối cuối buổi không thì hôm sau lại phải làm lại cho các bạn thì khá là mệt. Rồi ok, một bạn quay là đủ rồi. Đó, thì anh sẽ định nghĩa phương thức public function set. Các bạn sẽ thấy là chúng ta nó có một cái mô típ khá là chung đúng không? Input. Nhưng lần này anh sẽ làm nó khác đi một chút. Product module này. Anh sẽ có một cái private như thế này. Anh sẽ có một cái là protected đi. Của product. Đó. Và anh sẽ có một cái public function chắc như thế này. Đó, anh sẽ gán zip trở đến product model. Anh giả sử như vậy đi. Rồi anh sẽ new product như thế này. Đó, để anh dùng chung thôi. Mục đích chả có gì khác cả. Đó thì ở trong đây anh sẽ gọi git trở đến product module trở đến update or create thì ở đây anh sẽ có id của product truyền vào và default anh sẽ gắn bằng null và giá trị truyền vào phải là integer như thế này. Còn cái này giá trị truyền vào nó sẽ phải là mạng. Đó thì chúng ta sẽ có những cái thông tin gì ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có trường hợp nếu mà có ID thì ID sẽ bằng ID rồi đây push cho đến đây đó anh sẽ làm nhanh cái phần này. Chúng ta sẽ có product name này, slug này. Ở đây có bạn nào dùng WordPress không? Không mình có ai dùng WordPress không? Thì các bạn thấy nếu mà ai mà dùng admin của thằng WordPress ấy, thấy nó khá là linh hoạt. Có nghĩa là nó không validate quá nhiều.
nó không thực hiện validate quá nhiều. Người dùng khi mà người dùng làm việc với nó, người dùng sẽ phải chủ động biết là những cái này, tất nhiên là nó cũng không để đến mức mà người dùng nhập cái gì vào cũng được, không đến mức độ như vậy, nhưng mà nó không validate quá nhiều chặt chẽ như kiểu mấy dự án mà bên Nhật họ làm, họ yêu cầu validate từng tí một, đến khi làm nó rất là mệt, tức là để nhớ từng cái validate đấy như thế nào nữa, cực kỳ mệt luôn. Và người dùng dùng thời gian đầu mà không đọc document như mình thì cũng thấy khó dùng luôn. WordPress này nó khá là linh hoạt, anh thấy là như vậy. Slack này, chúng ta có Pride này, Xcal này, Image này, Meta Title, Meta Description và Meta Keyword. Đó, tạm thời như vậy. Rồi, tiếp theo anh sẽ có một phương thức Get All. Public Function, anh sẽ có Get All. Get All ở đây thì anh sẽ truyền vào là một cái limit như thế này. Đơn giản như thế này đã. Default anh sẽ để nó bằng 15. Đó. Như thế này. Và anh sẽ return đơn giản như thế này thôi, zip trở đến product model, trở đến paginate và anh chuyển limit vào. Đó, được chưa các bạn? Và anh sẽ sử dụng giống như buổi trước, anh sẽ có phần không biết là chúng ta đã order by chưa? Chúng ta chưa xử lý order by gì ở đây cả. Ok. Để sau làm sang view thì lúc đó nói đến order by các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, lúc này anh quay trở lại product controller của chúng ta thì chúng ta sẽ xử lý gì ở bên ngoài này? Việc đầu tiên anh sẽ gọi nó vào sẽ là app repository, rồi cho đến cái này đó, public function contract. Anh sẽ định nghĩa constructor với cái thuộc tính của anh. File. Anh sẽ để là protected thing. Sẽ là product repository. Đó. Và ở đây anh sẽ dependent vào như thế này. Cho đến product bằng như thế này. Ok chưa? Và chúng ta sẽ có một phương thức index ở đây, public function index. Đó. Thì anh sẽ không dùng resource như buổi trước nữa. Anh không dùng resource như buổi trước nữa. Thế nên chúng ta sẽ sử dụng đúng cái format như cái mà chúng ta đã build ở phần category. Thì các bạn thấy là chúng ta đang bị trùng lặp ở cái phần này này. Chúng ta đang có một cái private system error này này mà chúng ta đang định nghĩa lại ở từng controller bởi vì anh đang muốn dùng chung như thế này. Vậy thì anh sẽ tạo ra một cái bay controller ở đây. Anh sẽ tạo ra một cái bay controller như thế này để chúng ta vứt nó vào. Make controller nằm trong API thì anh sẽ có phần bay controller. Nó không gì to tát cả, nó chỉ là một cái để dùng chung thôi. Đây, thì trong đây anh sẽ có một cái private protected block này, được chưa các bạn? Thì ở các controller khác không phải kế thừa từ thằng controller nữa mà lúc này nó sẽ kế thừa từ thằng main như thế này. Ví dụ category thì nó sẽ kế thừa như thế này, main controller. Đó, anh yêu nó vào như thế này, được chưa các bạn? Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái này đi, thì đây nó sẽ là kế thừa từ thằng quay đó, nó sẽ không đảm bảo là sẽ không bị lỗi gì. Chúng ta thử nhá, must be protected play controller này, thì ở đây chúng ta sẽ tạm thời
Anh sẽ bỏ cái này đi. Đó. Thôi tất tất tất. Rồi. Category anh sẽ đổi như thế này. Đến từ thằng bay và anh chạy lại. Đó, thì không vấn đề gì. Được chưa các bạn? Nó vẫn giữ được đúng cái API mà chúng ta cần ở buổi trước. Rồi, tương tự ở trong product thì anh sẽ làm như thế này. Anh sẽ kế thừa từ thằng bay controller và bỏ thằng này đi. Đó. Đối với bay controller anh sẽ nhúng nó vào, anh sẽ yêu nó vào trong product như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Thì đây anh sẽ đặt try như thế này, trường hợp là catch. Trường hợp mà là catch thì anh sẽ zip trở đến System Errors. Nó không sắp ghét thằng sắp lam này, đôi khi nó không sắp ghét tốt như cái E khác. Đây phải anh truyền cái E này vào. Đó, được chưa các bạn? Đây sẽ là exception. Và bên trong này anh sẽ return cái gì? Anh cứ respond một cái về đi đã. Các bạn thấy là nếu mà làm chỉ ở mức thêm sửa xóa thì nó sẽ rất là giống nhau, có đúng không? Nó rất là giống nhau. Thế nên là khi mà làm được một cái thì các bạn sẽ phải làm được những cái khác. Đấy là cách học. Được chưa? Đó, đối với category thì anh sẽ giữ nguyên cái format như thế này. Hợp phố đó ở phần success như thế này. Đó. Ok chưa? Thì data của anh nó sẽ phải là product có S. Và đối với anh sẽ tạo ra một cái biến product có S để anh lấy data, thì anh sẽ gọi là zip trở đến product repository trở đến GSO như thế này. Anh sẽ chạy tạm nó lên, chúng ta có thể nhìn thấy được. Thì anh sẽ add một cái request, ví dụ như là list product như thế này. Chúng ta đây sẽ là product. Chúng ta đang có lỗi ở trong repository ở dòng số 33 các bạn. Có thể là anh đang bị thiếu chấm phẩy ở đâu đấy. Đây này. Ở chỗ này chúng ta return về nhé. Đó. Thì lúc này data của chúng ta về mặt dữ liệu thì là đang chưa có đây. Đó, còn những thông tin khác là có rồi. Được chưa? Vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ đi thêm mới product. Anh sẽ thêm mới product thì anh sẽ làm như sau. Anh sẽ viết một phương thức store. Function store. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng request của HTTP của thằng Laravel để chúng ta validate. Thì anh sẽ làm update luôn. Đây. Đó. Update thì chúng ta có ID. Được chưa các bạn? Anh sẽ tạo ra một cái request. Make request như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái make request như thế này và anh sẽ để là product request. Product request được chưa các bạn? Đó. Và chúng ta sẽ có phần request. Đây. Anh sẽ chuyển cái thằng này bằng true. Vì sao chuyển bằng true thì các bạn đã nắm được rồi đúng không? Đó. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện công việc gì?
Chúng ta sẽ đi làm cho phần update. Đây. Thì anh sẽ làm như sau. Trong đây anh sẽ đặt nó trong chai case. Đó, sẽ là e như thế này. Và anh sẽ trường hợp có exception thì anh sẽ trả về lỗi và mã lỗi, đồng thời trả về message xin lỗi. Thì cái param của chúng ta truyền lên sẽ là gì các bạn? Chúng ta sẽ thống nhất với nhau một chút về việc validate. Anh sẽ tạo comment vào đây như thế này. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có name là phải require, được các bạn? Đó, chúng ta sẽ bắt buộc là phải chọn tối thiểu một category. Đó, được chưa? Và làm gì nữa? Chúng ta sẽ phải require cái select. Select, chúng ta phải require. Và giá bán chắc chắn rồi, không thể không có giá bán được. Chúng ta sẽ có phần giá bán price thì sẽ là require như thế này. Phần này cũng như vậy. Tên sản phẩm có được giống nhau không các bạn? Thực ra các bạn validate tên sản phẩm không được phép giống nhau cũng tốt thôi, nhưng mà đối với một người mà làm shop ấy, gọi là chủ shop ấy, khi nhập sản phẩm thì họ sẽ không bao giờ nhập giống nhau, nhưng mà chúng ta vẫn cứ validate cho nó đảm bảo. Tên sản phẩm không giống nhau thì đồng thời cái select này cũng sẽ không được phép giống nhau. Đó, đấy là nguyên tắc. Ok chưa? Rồi, anh sẽ đi validate trên cơ sở này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ đưa cái product request ra bên ngoài controller đã. Chúng ta có như thế này. Sẽ là product. Rồi gì nữa? Request. Đó, được chưa các bạn? Product request như thế này. Đó, ok chưa? Thì cái product request này chúng ta sẽ đặt nó vào đây rồi. Và thậm chí là chúng ta cũng sẽ đặt luôn ở phần update trước đi. Chúng ta sẽ làm sau nhưng anh sẽ đặt đây trước. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện validate. Thì đối với phần này anh sẽ tạo ra một cái request. Ở đây anh sẽ nhân cái này lên và anh sẽ đổi nó thành cái tên là create product. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ có body. Ở đây anh sẽ thử với trường hợp là anh làm form data đi. Được chưa? Nếu mà anh làm form data ở đây thì anh sẽ có các phần như là name như thế này. Tại sao anh làm như thế này? Để anh sẽ xử lý cho cái phần mà chúng ta upload file nữa. Tất nhiên là hôm nay có thể là anh sẽ chưa xử lý ngay để mà làm cho buổi sau nữa. Thì chúng ta có phần quản lý ảnh nữa. Nên đó, chúng ta sẽ có slug tương ứng này. Có hai cách để dùng nhé các bạn nhé. Đây, anh submit lên này. Xem có vấn đề gì không. Đây. Khi mà submit lên, anh sẽ return đúng format này và anh trả về cái sản phẩm mà chúng ta vừa tạo ra. Sẽ là product. Đó. Product này thì nó sẽ lấy được ở đâu? Thì nó sẽ bằng zip trở đến repository, product repository trở đến save. Đó. Và cái save này thì chúng ta sẽ lấy được từ cái input request trở đến only như thế này. Và trong cái only này thì chúng ta sẽ chỉ lấy ra những thông tin mà chúng ta thêm thôi. Ví dụ như name,
ví dụ như slot, ví dụ như file, cao product, sorry cái gì các bạn nhỉ, category đó, chỗ này sẽ là vấn đề đó. Category anh sẽ để là category ID như thế này cho chúng ta dễ hình dung, và chúng ta sẽ có phần meta title, meta description, và chúng ta sẽ có phần meta keyword như thế này. Đó, được chưa? Ngoài ra còn gì không? Anh liệt kê nó vào image, anh vẫn cứ đưa vào trước đã. Đây, phần controller này thì anh sẽ có cái phần category ID anh sẽ nói sau. Đây. Đó, được chưa? Thì đây sẽ là image được chưa các bạn? Đó, thì anh sẽ có những thông tin như thế này. Anh sẽ gán nó vào một biến gọi là input để cho nó dễ. Tức là chúng ta có những input đầu vào là cái gì, nhìn nó clear hơn. Đó, sau đó thì anh đưa cái input này vào đây. Đó, thì nó phải đi qua cái request này, cái path qua cái request thì nó mới vào được phần controller. Đó, thì cái request này chúng ta sẽ xử lý cái gì? Bên product request thì chúng ta sẽ có phần name. Name là phải require. Đó, được chưa? Anh tạm thời anh để như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhận validate ngay. Đó, thì đối với phần này thì chúng ta sẽ có phần handle, handle request như thế này để chúng ta đón nhận được cái thông báo lỗi. Đó. Đây. Đây, thì để dùng được cái này thì chúng ta phải nhúng cái HTTP respond exception này, respond ở đây và validator ở đây. Thì anh sẽ lấy tạm giống như bên thằng category thôi, anh copy nó sang. Đó, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ được cái kết quả như thế này. Vui lòng nhập tên của bạn. Các bạn thấy đây là vấn đề khi mà chúng ta dùng cái name này ở phần custom custom validation ấy, các bạn còn nhớ không? Có một buổi anh hướng dẫn ấy, thì những cái nào mà dùng chung với cả project ấy, thì chúng ta nên dùng ở trong đây, nên dùng ở trong phần validation này, phần custom này. Đó, còn những cái nào mà nó không thể dùng chung được thì các bạn vẫn phải định nghĩa qua thằng này, public function exit như thế này. Đó, thì nó sẽ override lại cái kia thôi, nó sẽ ưu tiên lấy cái ở bên trong này trước nên là cũng không vấn đề gì cả. Thì các bạn sẽ để là ví dụ name mà chấm require này, thì các bạn báo là tên sản phẩm này không có bỏ trống. Đó, nó cũng khá là dễ dàng để chúng ta sửa và thay đổi. Đó, ok chưa? Nó sẽ ưu tiên cái ở gần nó nhất. Đây, trong class này. Được chưa các bạn? Rồi name của chúng ta sẽ là gì các bạn? Unique đúng không? Của cái gì? Của bản product. Đó. Anh sẽ tạm thời anh sẽ lấy ra những thông tin như vậy đấy. Tương tự đối với Slack cũng như vậy. Slack này. Thì ở đây sẽ là Unique không được bỏ trống. Write thì sao các bạn? Right, thì chúng ta sẽ phải quy định nó không được bỏ trống này. Cái thứ hai nữa là nó nhập vào phải là số và nó phải là số kiểu float. Đây, validate float. Trong Laravel anh sẽ đưa cái này vào.
Validate Validation. Đó, anh sẽ, nó sẽ là numeric thôi. Nhưng mà anh muốn xem có một cái giá trị nào khác để mà đặt cho nó hay không. Đó, ví dụ như ở đây nó sẽ là float. Đó, thì nó có một cái kiểu như thế này. Anh sẽ tìm xem cái rule của nó là chuẩn nhất. Valid rule của nó đây. Chắc chắn là chúng ta sẽ không dùng in ở đây được các bạn nhé. Đây cũng là một dạng này nhưng mà chúng ta sẽ không dùng nó. Thì đối với giá thì chúng ta ok chấp nhận là kiểu numeric là đủ. Numeric là đủ rồi. Tôi sẽ để đơn giản như thế này. Đó, được chưa các bạn? Rồi, ngoài ra thì còn gì nữa? Chúng ta cần cần truyền lên là khi mà chúng ta thêm sản phẩm này vào ấy, cái form này của chúng ta này sẽ có price này, sẽ có meta keywords này, có image này, image tạm thời trống đã, có meta title, có meta keywords description này và meta keywords. Meta keywords như thế này. Được chưa các bạn? Hôm nay thì anh không dùng kiểu JSON body ở đây nữa. Anh dùng form kiểu như này. Để hôm sau anh sẽ chọn kiểu như thế này này các bạn. Ví dụ anh chọn là image thì ở đây anh hoàn toàn anh có thể chọn kiểu file để anh chọn ảnh. Đó, thì test cho nó dễ. Được chưa? Hôm nay thì chưa. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một phần là category ID số nhiều như thế này và trong đây nó sẽ truyền lên cho anh là một mảng ID như thế này, ví dụ 1 2 3 4 5 kiểu kiểu như vậy. Đó, được chưa? Thì anh sẽ phải validate thằng này, nó không được phép trống và nó phải là array. Đó. Anh sẽ validate như thế này, nó sẽ phải là require dữ liệu truyền lên của nó, anh cần nó là một mảng. Trong đây nó sẽ có phần validate array này. Merge be array. Thì anh xem luôn cái rule đây. Đây, thì ở đây nó sẽ có kiểu array đấy các bạn, json này đúng hơn, json đây array thì anh chỉ cần đưa như thế này là được. Đó, được chưa? Rồi thì đây là những phần liên quan đến việc chúng ta validate. Thì anh sẽ sửa đây một chút vì chúng ta làm cho cả update luôn nên chúng ta cứ sửa cho nó đàng hoàng. Unit tên sản phẩm đã có tên sản phẩm đã tồn tại đó rồi chúng ta có slug tương tự slug không được bỏ trống slug unit và slug UI. Tên slug đã tồn tại hay là sẽ như vậy đó. Tương tự đối với price require vui lòng nhập giá giá sản phẩm. Rồi tương tự format của nó.
các sản phẩm phải là số. Và cuối cùng anh có phần category ID này, nó sẽ báo là chấm require. Chỗ này thông báo của chúng ta nó sẽ là vui lòng chọn sản phẩm, à, chọn danh mục. Còn trường hợp mà nó là array như thế này thì chúng ta báo là dữ liệu danh mục sản phẩm không đủ quy định. Đó, giả sử như vậy. Ở đây này thì chúng ta đang có một vài cái lỗi đây, ví dụ anh để tên sản phẩm như là iPhone 12 đó, slug của nó ví dụ như là iPhone 12 như thế này. Và giá sản phẩm không đủ bỏ trống ví dụ như là 21 triệu. Chưa các bạn? Đó, cái này truyền lên là một mảng, nó đang báo là không đúng này. Dữ liệu truyền lên nó bắt buộc phải là array, thì anh đang cần truyền lên như thế này. Thế này không biết là có ok không. Lên như thế này thì ok hơn. Anh sẽ tạm bỏ cái array này đi. Chuyển lên theo dạng là chuỗi và cách nhau như thế kia. Tí nữa anh sẽ chuyển từ dưới lên xem sao. Đây. Hình như chúng ta đã sắp ít mất rồi. À, thì sao? Linker. Chưa. Đây. Ở đây chúng ta sẽ để là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, chấp nhận như thế này đi. Chúng ta chấp nhận cái giá trị truyền lên như thế này. Đó. Ok chưa? Thì lúc này ở trên này chúng ta sẽ lấy ra được cái dữ liệu này. Nó là input như thế này. Đó, anh truyền lên như thế này. Được chưa các bạn? Thì nó sẽ có name, slug, price này, meta title, meta keyword. Chúng ta bị thiếu mất phần meta keyword này. Đấy, không có dữ liệu. À, đối với việc truyền form kiểu như thế này ấy, thì không có dữ liệu thì chúng ta ở đây đã không lấy được, là do cái key của chúng ta truyền là bị sai này. Đây. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng có keyword như iPhone 12 này. Để đầy đủ như thế này. Đó. Được các bạn. Và đồng thời chúng ta sẽ lấy ra được cái category. Category ID anh sâu ra để các bạn có thể nhìn thấy này. Đây sẽ là request category ID. Đó, nó sẽ là một mảng như thế này. Được chưa các bạn? Nhưng mà chỗ này đang chưa ổn này. Một mảng ở đây truyền như thế này thì không ổn. Không ổn chút nào. Thì đây nó vẫn hiểu là string thôi. Đó. Thì anh sẽ để nó như thế này. Các bạn chờ anh một chút, anh sẽ để nó kiểu như thế này xem là nhìn nó ổn hơn không. Vì anh muốn nó lên là một mảng vì sau này chúng ta dùng thùng Vue.js ấy, chúng ta chuyển lên nó cũng sẽ tiện hơn. Bởi vì code rồi chúng ta làm thôi, nên là chúng ta làm sao cho nó tiện nhất có thể là được. Đây. Thì cái phần category này, category ID như thế này. Đó, nó sẽ phải là như thế này đúng.
1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 như thế này. Thì lúc truyền lên ấy, chúng ta lấy ra được mảng như thế này luôn này. Đó. Rồi ok, anh sẽ để như thế này nhá. Phần ảnh sẽ xử lý sau. Rồi. Thì đây là cái mong muốn dữ liệu chúng ta đẩy lên này. Thì nó sẽ được như thế này. Được chưa các bạn? Thì lúc này ở đây này, anh validate cái này là array thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì nó sẽ vẫn pass. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó pass vào đây rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta sẽ làm gì? Thì các bạn biết là chúng ta sẽ cái phần thêm mới sản phẩm này này, chúng ta sẽ làm một lúc hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta thêm mới sản phẩm. Và việc thứ hai là chúng ta assign sản phẩm đó vào danh mục nào. Được chưa? Thì cái công việc này nó sẽ không xử lý ở trong repository, bởi vì công việc này nó liên quan đến service rồi, liên quan đến logic của cái project này, của hệ thống này, nên là chúng ta sẽ đặt nó trong thằng product service. Được chưa các bạn? Ở trong product service thì chúng ta sẽ có một cái phần gọi là store. Đây. Product. Và đây anh sẽ đặt là public function store. Khi mà thêm mới một sản phẩm thì anh sẽ làm gì? Ở trong store này thì anh sẽ làm gì các bạn? Anh sẽ dùng lại cái thằng public function contract này. Anh sẽ sử dụng lại thằng product repository ở trong service. Các bạn hình dung như thế này nhé. Repository chúng ta có thể gọi được trực tiếp ở trong service và có thể gọi trực tiếp ở trong controller. Ok chưa? Có nghĩa là nó sinh ra để mà chúng ta dùng chung thì gọi ở đâu cũng được. Đó. Thì gọi ở trong trực tiếp ở trong service thì nó cũng không khác gì chúng ta gọi ở trong controller cả. Đây. Nó sẽ như thế này. Anh sẽ định nghĩa luôn một cái thuộc tính như thế này. Đó, ok chưa? Và chúng ta sẽ nhúng cái thằng product repository vào ở đây. Ok chưa các bạn? Được chưa? Thì ở trong đây chúng ta sẽ làm gì? Sau này chúng ta sẽ đi tối ưu này, vì phần front end trước chúng ta viết rồi này, thì chúng ta sẽ tối ưu được những phần này. Trong đây chúng ta vẫn nhận vào một cái input đó, và chúng ta sẽ nhận vào cái category ID như thế này, và chúng ta nhận vào cái ID nếu có. Ở đây anh sẽ để là set đi. Đó, default ID này vẫn sẽ bằng null. Integer như thế này. Được chưa các bạn? Và đây sẽ là một mảng. Đây cũng sẽ là một mảng. Ok chưa? Đó, trong đây thì anh sẽ làm gì? Thì từ đây anh sẽ phải sử dụng cái transaction ở đây. Giả sử nếu chúng ta tạo mới sản phẩm thành công nhưng lại xảy ra lỗi. Lỗi ở đâu? Chúng ta lại xảy ra lỗi ở phần assign product thì cả một cái quy trình này nó sẽ lỗi. Có nghĩa là sẽ phải rollback lại. Thì anh sẽ sử dụng transaction ở đây. Thì transaction thì anh sẽ sử dụng thằng DB transaction này. Đây. Anh sẽ sử dụng thằng này. Đây. Thì anh sẽ dùng nó như thế này. Anh sẽ yêu cái thằng DB vào trước đã. Trong đây anh sẽ yêu thằng này vào. Đó. Và anh sẽ start. Trong đây anh sẽ có một cái try catch để mà anh xử lý transaction. Try. Trường hợp lỗi này. Catch như thế này. Thì anh sẽ exception. Và E như thế này. Đó. Anh sẽ report. Anh sẽ report lỗi như thế này. Đó, được chưa các bạn? Và trong đây các bạn có thể trả về một cái thông báo lỗi hay gì đó, cái respond lỗi trả về. Được chưa? Thì anh sẽ làm như thế này.
anh sẽ xử lý nó như thế này. Đây, anh sẽ có start transaction. Đó. Trường hợp mà có lỗi thì anh sẽ rollback lại. Đó, ok chưa? Và sau khi mà thành công thì anh sẽ commit. Đó. Thì công việc chúng ta làm ở trong đây sẽ là gì? Chúng ta việc đầu tiên chúng ta sẽ lưu sản phẩm thì sẽ là product. Đó, cho đến zip. À, cho đến zip, cho đến repository, cho đến save như thế này. Đó, và anh truyền input vào. Được chưa các bạn? Sau khi mà anh thêm thành công product repository cho đến sếp này, sau khi mà anh thêm thành công ở trong service này thì anh sẽ phải assign cho nó. Thì trong Laravel nó có một cái hàm là attach để sử dụng cho thằng belong to many, belong to many thì chúng ta sẽ dùng attach. Attach cho thằng belong to many nó sẽ như thế này. Attach belong to many này. Belong to many thì nó sẽ như thế này các bạn nhé. Anh sẽ search từ attack cho nó dễ. Các bạn, anh nghĩ là nhiều bạn cũng dùng thằng này rồi. Attack, attack. Ở đây nó lại không nói đến. Anh nghĩ là nhiều bạn dùng rồi đó, nhưng mà anh vẫn cứ nói đến đây. Nó sẽ là attack. Anh sẽ ở đây. Thì từ thằng product này anh sẽ attach. Thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái liên kết này, này. Dựa vào cái liên kết trong module này, product trở đến category như thế này này. Đó. Thì chúng ta sẽ là product này. Rồi là trở đến category này. Lúc này là chúng ta sẽ đi attach category vào này. Và trở đến attach như thế này. Và chúng ta sẽ truyền cái này vào các bạn nhé. Với điều kiện là thằng này phải khác null. Nhưng thực ra thì trong đây chúng ta sẽ không cho phép nó null, vì chúng ta đã phải validate nó ở phía trước rồi. Được chưa? Đó. Thì ở trong cái phần save của service nó sẽ thực hiện hai việc. Một là thêm mới sản phẩm, hai là attach, và cuối cùng nó sẽ trả về sản phẩm return như thế này. Đó. Còn dưới này sau khi mà rollback xong ấy, thì nó sẽ dữ liệu nó sẽ phải trả về là null. Có nghĩa là không có sản phẩm. Được chưa các bạn? Sẽ không có sản phẩm được tạo ra. Đó. Anh thử nhá. Bây giờ chúng ta thử. Thì ở ngoài này chúng ta sẽ phải sử dụng service, product service như thế này. Chúng ta vừa sử dụng product repository, vừa sử dụng service thì nó rất bình thường nhé, không có vấn đề gì cả. Đó, thì ở trong đây anh sẽ yêu như thế này, yêu là app cho đến service. Cho đến hôm trước hình như là Tiến có hỏi anh một vấn đề gì đấy nhỉ, muốn nói đến ở buổi học này á, thì không biết em nói lại cho anh đi, vì anh đang không nhớ. Thì nếu có thời gian mà không quá muộn thì anh sẽ nói luôn, còn nếu mà muộn rồi thì chúng ta có thể để buổi sau cũng được. Thì các bạn nên để như thế này. Đó, nhìn cho nó dễ. Đó, được chưa? Thì dưới này nó sẽ là zip trở đến product service. Đây sẽ là product service. Và ở dưới này chúng ta sẽ trở đến đây. Khi mà chúng ta thêm mới thì chúng ta sẽ thêm như thế này. Đó, được chưa các bạn? Và đồng thời chúng ta sẽ truyền đi cái gì? Chúng ta sẽ truyền đi request trở đến category ID như thế này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là
Category của chúng ta đã có cái nào hay chưa? Chúng ta phải lấy đúng category đang có. Thì chúng ta đang có một cái category là một, anh sẽ tạo ra cái category thứ hai. Đây, chúng ta quay trở lại đây. Đó, ví dụ như Dell này, ví dụ như là Asus này. Đó, Asus. Thì ở đây anh sẽ lấy ra được thằng Asus như thế này. Đó, thì category của chúng ta nó sẽ có ID là 1 và 2. Thì lúc ở form này chúng ta test, chúng ta sẽ tạo ra một cái product 1, 2 như thế này. Đó, được chưa? Lúc này anh submit lên. Nếu có lỗi thì chúng ta sẽ phải bắn lỗi đó về. Nó đang trả về true các bạn ạ. À, chỗ này chúng ta đang chưa thay đổi. Thì cuối cùng chúng ta ở phần store product chúng ta sẽ nhận về được một cái product như thế này. Đó, trường hợp lỗi thì chúng ta sẽ return như thế này. Ở trên này cũng vậy nhỉ. Phần index của product này chúng ta cũng sẽ return. Bây giờ chúng ta xem nó có lỗi gì này. Hình như là đang có lỗi. Đó, data null. Có nghĩa là chưa có product nào được tạo ra. Đó, có nghĩa là phần xử lý này đang chưa được. Phần xử lý ở trong service của chúng ta đang chưa được các bạn nhé. Đây, trong đây chưa được. Thì nó chưa được ở chỗ nào? Thì ở trong đây chúng ta sẽ return luôn một cái lỗi về để chúng ta nắm được nó là gì. Thì chúng ta sẽ get message như thế này với một cái mảng như thế này đi. Chúng ta sẽ là có code thì sẽ bằng get code lỗi. Message lỗi là gì? Thì chúng ta handle được mà, nên là chúng ta sẽ trả được ra cái mã lỗi message. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ đọc được chính xác cái lỗi mà chúng ta đang gặp. Đó, discount đang chưa có các bạn nhé. Rồi, anh hiểu vì sao rồi. Chờ anh một chút, anh chạy ra mở cửa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.